Thưa quý vị, có một dòng xe đơn giản, nhỏ bé và không hề hào nhoáng, nhưng lại được xem như một nét văn hóa đặc trưng của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản. Đó là những chiếc xe cây. Keika hay Keiji Dosha trong tiếng Nhật Bản có nghĩa là phương tiện gọn nhẹ. Thuật ngữ này lần đầu ra đời vào năm 1949 bởi đề xuất của chính phủ, dành cho những chiếc xe công suất nhỏ, thiết kế dạng hình hộp. Kể từ đó đến nay, thông số kỹ thuật có vài lần thay đổi, nhưng về cơ bản, đa phần các mẫu xe cây được trang bị động cơ khoảng 600cc. Đặc biệt, khi sử dụng xe cây tại Nhật Bản, các tài xế có thể tiết kiệm được đáng kể tiền thuế và được hưởng những chính sách ưu đãi khác về bảo hiểm. Theo số liệu của Statista, trong năm 2019, chỉ tính riêng thị trường nội địa, khoảng 2 triệu chiếc xe cây đã được bán ra tại đất nước mặt trời mọc. Trong đó, Daihatsu là nhà sản xuất thành công nhất khi đã bán được hơn 615.000 xe, bỏ xa hai đối thủ ngay sau đó, lần lượt là Suzuki và Honda. Ngoài Nhật Bản, những chiếc xe cây còn được đặc biệt yêu thích ở một quốc gia khác như Indonesia, Ấn Độ hay Trung Quốc. Thực sự ra là tôi rất là thích cái văn hóa của người Nhật. Tôi thấy là hiện tại là Keika rất là phổ thông như xe máy ở Việt Nam. Họ mục đích là họ chỉ di chuyển trong phố, đi chợ họ cũng đi bằng xe Keika này. Tôi thấy cái đặc điểm duy nhất mà tôi thích ở cái dòng Keika này là xe thì nhìn bên ngoài rất là bé nhưng bên trong rất rộng. Vì cái xe của người Nhật này, người ta đi sâu vào cái hiệu năng sử dụng là chính. Cho nên là đi trong phố thì người ta cần cái xe rất là nhỏ gọn để dễ quay đầu rồi là xoay chở. Nhưng mà cái công năng sử dụng, tức là cái diện tích sử dụng bên trong ở mức độ rộng nhất có thể. Không chỉ hấp dẫn với người Nhật mà ngay cả ở Việt Nam, những chiếc xe cây nhỏ nhắn cũng mang đến một luồng gió mới khác biệt so với những dòng xe to lớn, hiện đại và đắt tiền hơn ngày nay. Có những người ta mua cái xe này vì cái mức giá, vì cái giá thành nó rẻ, nhưng cũng có những người mua xe này vì đam mê, có những cái yêu thích những cái đặc điểm riêng của nó. Trông cái xe nó khác với cả các cái xe khác, trông nó rất là kỳ, gần như là không thiếu linh kiện, mà lại giá thành thì rất là rẻ, rồi thậm chí là rẻ hơn cả linh kiện của cái xe máy. Ban đầu mua thì cũng không có ý định là bảo là coi như mình cũng tưởng tượng là mình đi được đến thời điểm này, tức là từ năm 2008. Thế nhưng mà sau quá trình mình đi thì mình thấy nó rất là nhiều tiện ích và rất phù hợp với mình nếu mà không tính đến vấn đề đẹp hay xấu. Chính bản thân tôi mua cái xe về thì cũng rất là nhiều người không được vừa mắt và cảm thấy không được thời trang và hào nhoáng, không được có cái kiểu dáng hiện đại như bây giờ. Thì nhưng khi họ ngồi vào trong xe của tôi, họ cảm thấy đi thoáng, rộng và sự công năng di chuyển của nó tốt. Công dụng chở hàng với cái nhu cầu của tôi, họ thấy rất là phù hợp. Giá cả phải chăng, không gian rộng rãi, dễ dàng sửa chữa. Chính bởi những lý do này mà anh Hiếu đã quyết định gắn bó với chiếc xe cây trong nhiều năm qua. Mẫu xe mà anh lựa chọn là một chiếc Suzuki Wagon, một trong những chiếc xe cuối cùng được Suzuki bán ra ở thị trường Việt Nam vào năm 2007. Anh xin giới thiệu với em, đấy, chiếc xe này là những chiếc xe được sản xuất cuối cùng của hãng Suzuki Việt Nam, được sản xuất năm 2007. Chiếc xe này thì có kích thước tổng thể như thế nào? Chiếc xe này nó được nhà sản xuất thiết kế là chiều rộng của nó là 1m57, còn chiều dài của nó là khoảng 3m4, còn chiều cao của nó thì là 1m67. Như vậy là một chiếc xe rất là nhỏ. Đây là một chiếc rất là nhỏ gọn. Chiếc xe nó còn rất là nguyên bản các thứ, từ cái nước sơn cho đến đèn, hệ thống đèn. Cái chi tiết trong xe nó rất là còn mới. Nó gồm 4 xi lanh. Đấy, nó chạy, nó vẫn dùng cái chế hòa khí đơn giản nhất. Tuy nó đơn giản thế thôi nhưng mà các cái tính năng sử dụng hay là cái thông số an toàn nó cũng rất là đầy đủ. Anh xin giới thiệu với em, đấy là chiếc xe này, đây này, nó có những cái nguyên bản nhà sản xuất đưa ra thì nó là như thế này. Nó gồm có chiếc vô lăng này là có hai chấu thôi. Cụm đồng hồ họ thiết kế cũng rất là đơn giản đấy, chỉ có hiển thị các cái thông số căn bản, xăng, nhiệt độ và công tơ mét, điều hòa làm mát, điều hòa làm nóng. Anh sẽ giới thiệu với em một điều rất là thú vị của chiếc xe này. Khi chở bình thường là mình có thể chở người được, nhưng khi cần ta sẽ gập lại, có thể ngả ra được một chiếc giường nữa khi mở ra đằng sau.
Những chiếc xe cây đối với các anh giờ đây không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là người bạn đồng hành gắn với từng hành trình khám phá và thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Riêng nói với các bạn là mình đi con xe này là Việt Nam có 63 tỉnh thành thì mình đã đi hết 62 tỉnh thành, chỉ còn duy nhất là tỉnh Tây Ninh mà mình để dành chứ không phải là chưa đi đến. Cho nên cái xe này nó có cái tiện ích là sao? Tức là nó về phần cơ khí nó rất là đơn giản. Nó nếu mà ai những ai mà biết về xe một ít thì khả năng không sợ nằm đường hay là sợ hỏng hóc. Ai cũng có thể dễ dàng làm quen và sử dụng, từ những người trẻ tuổi cho đến những người đã lớn tuổi, bền bỉ và tiết kiệm. Chừng đó là đủ để tạo nên sức hút kỳ lạ cho những chiếc xe cây. Đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi sáng cuối tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại vào 8:50 Chủ nhật tuần sau trên VTV1.